Hello, xin chào mọi người. Hello, kính chào Hello mọi người nhá. Chúc mọi người buổi chiều hôm nay là buổi chiều thứ năm thật là vui vẻ, thật nhiều tiếng cười. Hello mọi người. Chào man. Wow, nhà tôi vừa mất điện thôi anh em ạ. Nhà tôi vừa có điện, cái tôi sửa chim luôn. Theo lịch cắt điện thì nhà tôi hôm nay là mất điện từ 8 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều. Thế là vừa rồi là đến tận 4 giờ 20. Ừ, đúng 4 giờ 20. Con số mà nó rất liên quan đến Q&T thì lúc đấy nhà tôi bắt đầu có điện. Đấy, tôi có điện bắt tôi sửa chim luôn. Tôi bấm xì tát sửa chim binh tôi lên luôn. Đấy anh em. Đấy. Sự kiện ngon anh Khôi ơi. À, chơi rồi. Chơi sự kiện rồi. Cả trời ơi, bây giờ vẫn hỏi thế à em ơi. Dấu tên 418 đã rescan 80.000 đồng. ABS quay lại Nimo V Eco V Fan LV 15 Aco có trách nhiệm gì voi V Fan của EAK. À, anh rất là xin lỗi em nhé. Thật sự thì cái cơ hội để mà quay lại Nimo với anh nghe chừng là hơi khó. Tại vì sau cái khoảng thời gian nghỉ vừa rồi thì anh cũng chưa thấy Nimo có động tĩnh gì bằng việc mời anh quay lại cả. Đấy mà khi mà người ta đã không mời mình quay lại thì mình có muốn làm cũng chả làm được. Thế là anh thật sự anh rất xin lỗi em. Tôi xin lỗi các bạn mà có những cái vé fan của tôi mà nó cao cao bên Nimo một tí. Tôi rất xin lỗi các bạn. Nhưng thật sự là cơ hội quay trở lại nó có số 0 rồi, nó khó quá rồi. Ừ. Thật sự thì anh em vào mà anh em tặng quà thì nó vẫn giữ được vé fan mà. Anh em hàng ngày vào tặng cỏ nó vẫn giữ vé fan mà. Mình giả bộ thóc sâu trầm tính deep deep đi được không anh? À thế à, em thích cái phong cách deep deep à? Ờ, xin cảm ơn Huy Bin đã donate cho tôi nhé. Ờ, tôi là con người rất là trầm tính. Ok. Nhiều khi tôi không muốn thể hiện quá nhiều cái bản thân của mình trên mạng xã hội đâu. Cảm ơn Huy Bin nhé. Cảm ơn Mõm Chát nhé. Có lịch về Việt Trì đá bóng chưa? Xin thưa với bạn là chưa có lịch nhé. Nào có lịch thì chắc là bọn tôi sẽ thông báo. Chào mong, chào mong, chào mong. Đói. Giọng để mà cho trầm hẳn. Alo, alo. Alo, alo, trầm chưa, trầm chưa? Alo, alo, đủ trầm nha, alo, alo. Đủ trầm chưa, đủ trầm chưa? Có trầm không? Trầm không, trầm không? Đấy, thấy chưa? Nhiều khi tôi không muốn thể hiện cái chất giọng trầm như này đâu. Bởi vì nếu mà thể hiện chất giọng trầm này, nhiều bạn rất là say mê. Đấy, và nhiều bạn sẽ donate cho tôi. Đấy, thế là tôi rất ít khi sử dụng cái chất giọng trầm như này nha. Nói đùa chứ cũng là do là tiếng Anh tôi cũng giỏi. Thế nên ở trên này, trên cái bảng dấu ích ở đâu này, nó có mấy cái vặn vặn này, tôi vặn theo. Tôi đang vặn ở đây là vặn cái pít. Cái pít mà sang mắc phải thì sẽ được giọng trầm như tôi. Đấy, còn tôi mà vặn cái mắc trái nhá, thì giọng nó sẽ rất là... Tức là kiểu chơi kiểu vị tiết cùng á. Đấy. Cậu là nghe, nghe có thể là thấy nó có vẻ là kiểu vị tiết cùng á. Đấy, thấy chưa? Tức là vị tiết cùng á. Vặn ở bên kia rồi sao? Cái ngày xưa cái này vặn được nhẹ nhẹ, bây giờ vặn được... Đấy, bây giờ tôi thêm một chút echo, một chút reverb nữa. Được chưa? Được chưa, được chưa? Đấy, bây giờ tôi thêm một chút tune nữa. À, ví dụ tôi sẽ hát đây. Thôi, cảm ơn nhau con, được thôi. Anh không cục xúc được như thầy. Thật. Cục xúc như thầy là thỉnh thoảng là ông đi mẹ ăn ở mẹ. Chào các cô các chú đi nào. Ôi. Chào các cô các chú nhá. Lên. Rồi. Cháu chào các cô các chú à. Cháu tên Ngọc Mai. Mấy ông cô cháu lên, cháu ngồi ngồi đây mà. Cháu vừa đi tiêm về đấy. À nhìn cái này à, xanh xanh đỏ đỏ. Cháu vừa đi tiêm về đấy. Ôi giời, cháu, cháu, cháu. Ê, chào các cô các chú nhá. Cháu với thằng cu khoai đây. Đây đây, đây đây các cô chú nhìn. Ông bố hai nách chào bé khoai của ông bố một nách nhá. Nhìn cái gì? À,
nhớ. Anh nhớ. Anh nhớ. Ta ba chi ca chu ta chu. Ta ru ru ta bi ju ju. Hello. How are you? I'm fine, thank you. And you? Ủa đây? Ủa chào Khoan nhớ. Tớ sao sao thế, nói gì, muốn gì? Muốn gì? Nhìn đây, nhìn đi. Ơ đây, trời. Ủa nó cứ mấy là nó khóc suốt từ hôm qua đến giờ, như kiểu người lạ ấy. Người lạ ơi, quê con. Mọi người nhìn kỹ thấy mặt nó chưa? Đây là phiên bản mini của bố em đấy. Đấy, thế mà tôi bảo là giống anh Khôi mà anh không thích cãi. Kể như nào? Phim hôm nào đấy? Anh Khôi đi ra chỗ khác để ai sửa chim. Hello. Dọn mà. Nó dọn đồ. Anh Khôi đi nhé. Để cho anh Khôi đi chăm con nhé. Ông ấy dám đi 3 ngày bỏ tôi ở nhà một mình chăm con ạ. Bây giờ đến lúc anh phải chăm con đi. Hôm qua bế nó đâu có chịu đâu. Đi lâu quá mà. Bế nó quấy cho từ 1 giờ đến 3 giờ. Tôi phải dạy tôi bế thay. Không mà nó chả chịu nín luôn ấy. Không ú, tại mới đẻ xong chưa về cân, từ từ. Đợi đấy, một tháng nữa tôi sẽ gầy. Đấy, tôi bị khó ăn vậy. Kể nốt không chưa? Thôi, không kể đâu. Kể sau mọi người cứ bảo là cái gì nhỉ? Vạch áo cho người xem lưng. Nà, đô nét tả bé khoai là sao hả anh? Cảm ơn bạn Pau Labi Bốc Ba. Anh ơi, bốc ba donate cho Khoai. Donate tả bé Khoai. Ui mẹ giật. Không kể đâu. Có bọn bạn ở Nhật. Cái gì? 3 ngày có nhớ anh Khôi không á? Không, ngày xưa thì sẽ nhớ đấy. Bây giờ không có thấy nhớ nữa rồi. Tôi cảm thấy tình yêu của tôi với anh Khôi nó bị giảm đi rồi các bác ạ. Từ ngày có con tôi cảm thấy là tôi không yêu anh Khôi nhiều như ngày xưa nữa rồi. Không phải là tệ. Mà là bọn tôi bị xa cách quá, các bác hiểu không? Hôm nào cũng kiểu đầu búi tóc rối với con ấy. Thề luôn, kiểu chồng động vào mà chồng mà không làm được cái gì mà tức lắm. Chỉ muốn đánh, chỉ muốn chửi thôi. Hôm trước á, đấy tại vì tình yêu bị phai nhắn nên là tôi phải lục lại tin nhắn từ ngày xưa. Ngày xưa chồng tôi tán tôi xem là ngày xưa chồng tôi tán tôi như thế nào. Eo ơi, sao bàn phím của anh bẩn thế? Cho bố khôi thế này mà anh cũng sờ vào được, kinh thế. Ghê. Chăm con mệt quá, không có thời gian nghĩ đến chồng luôn đấy. Thật sự. Mọi người bảo là bình thường đứa đầu lúc nào cũng sẽ giống bố ấy. Tại vì hồi đấy là mình còn yêu bố nó rất là nhiều. Nhưng đến đứa thứ hai thì nó sẽ giống mình. Tại vì mình đã bớt yêu bố nó đi rồi. Đeo tai nghe hả? Mẹ bé đây này. Đuổi rồi đấy, thấy chưa? Anh Khôi bế nó khóc hoài luôn á.
thì không thể dỗ được con nữa rồi ấy. Chán. Đang ngồi. Ừ với à rồi thẻ. Vừa bế một tí thôi. Mẹ bế thì sao, cứ bố bế là cứ ư với à, cứ đòi nọ đòi sai. Rất linh tinh. Thằng này khả năng cao lại anti tôi rồi. Thằng này chắc chắn lại anti. Thề luôn. Anh biết bế không? Ơ kìa, anh không bế thì ai bế? Bế thật đấy chứ. Nhưng mà thằng này chắc chắn nó anti tôi. Đấy, mẹ nó bế ok luôn. Không ngoan không? Cứ bố thò tay vào cái thì lại ư với à. Mà bế là phải hát. Ừ. Cứ hát cơ, không hát nó không chịu được đâu. Phải liên mồm phải không? Cái bé bằng bông phải hát lên mồm. Đấy, kề, cay thế nhỉ. Thằng này đúng chùm anti luôn. Ủa bây giờ mà lập group anti khôi mõm là có vẻ là thằng này đứng đầu đấy. Sau đó là cũng nhiều anh em khác là cũng tham vui lắm, cũng ham vui lắm. Đấy, cộng 1GA dạn máy ông già các thứ luôn. Cút luôn. Cộng một em à? À mày đúng không Trinh? Em sẽ lập ngay cho một cái không? À, lập xong mình nhớ add ta vào nhá. À add nick clone ta vào. Đấy. Để vào tao hóng xem. Hóng xem drama có đâu chửi tao không? Các bạn lên Instagram ấy các bạn sẽ thấy gọi là cái đây này tôi cho các bạn xem. Đây, cái nick này Lê Khoa 224 này. À, hơi thật khoai. Mút tay là bỏ mút tí giả luôn. Ui 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 ui, đấy đấy đấy, trông nó kìa, trông nó kìa, trông nó kìa, có ghét không? Không thích đâu. Nhưng mà cái này thì ok. Đây 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 đây, của con đây, của con đấy, của con đấy. Của con đấy mà. Đấy, đấy, ui dồi ôi, trông nó có láo không? Ok chưa? Ok không? Ừ. Ok không? Ừ. Ok không? Ui dồi ôi. Hết cắn tay trái là chuyển sang cắn tay phải. Cái thằng có láo không chứ. Trông láo thật sự luôn, trông rất bược. Hết cắn tay trái là chuyển sang cắn tay phải. Đây, ở đây Instagram của cháu nó đây. Đấy, ui giời, Instagram đây. Đấy, này, trông cái mặt này. Trông có ghét không? Rất ghét luôn, đấy. Mặt này. Này, trông. Tay trông cằm. Kiểu nó có một cái gì đấy rất là suy nghĩ với. Đấy, rất là suy nghĩ. Ừ, đấy, tay rất thích trông cằm. Mặt thì rất nhăn nhó. Mặt lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó thôi. Đây cười này. Ây giời ơi, mẹ nó bế này trông nó cười này. Đấy, mặt háo ăn đấy. Đây là tôi chụp ấy, tôi bế nó đây, mặt nó đây. Đấy, tôi bế nó đấy. Này, mặt này, chán này. Lúc nào cũng cau mày. Mặt lúc nào cũng cau mày, nhăn nhó. Khó chịu. Ơi, để thỉnh thoảng thì cười được cái lại nhăn nhó khó chịu. Đấy, mặt thằng này rất me me luôn. Mặt thằng này rất nhiều me me luôn. Cũng ghét chưa? Đấy, cười nhếch mép. Không có láo không? À. Trong cái ảnh này là ghét nhất. Trong cái ảnh này là lúc mà kiểu nó đòi ăn đấy. Trong cái mặt nó rất đòi ăn đấy. Thì mặt thì ghét thật sự. Trông mặt ghét nhở. Mặt thầy cái ảnh này trông ghét thật sự ấy. Trông mặt rất hào ăn nhá. Ờ ảnh này giống chin. Ảnh này giống chin. Đấy lúc nào mà mặt nó mà nọng lên. Mặt rất giống chin. Trông ghét đâu. Cái này là vừa ăn no xong này. Phê vừa ăn no xong mặt rất phê. Đấy này là cái thời bé tí này. Này là khi mới về nhà được mấy ngày này, trông này. Rất là lờ đờ đấy. Đấy, ghét chưa? Đây là lúc mà các cô sang người massage cho. Trông mặt. Trông mặt ghét thật sự ạ. Thế. Đấy.
Và thằng này chính ra nhiều người theo dõi phết đấy, 712 người theo dõi nhiều hơn cả tôi chứ. Đấy, Lê Khoai. Lê Khoai, con bố Lê Khôi, con mẹ Chin Chin. Lê Khoai mấy tháng tuổi đã được 1 tháng 16 ngày. Được 1 tháng 16 ngày rồi. Đấy. Hot Eagle đấy, Hot Eagle luôn đấy. Bởi vì mặt rất nhiều me me. Thật, mặt này rất nhiều me me luôn. Thỉnh thoảng mẹ nó lại up mấy cái ảnh lên trông buồn cười dã man luôn. Trông ghét thật. Nhìn mặt thằng này chỉ muốn đánh đòn nó thôi. Tại vì mặt nó lúc nào cũng nhăn. Mặt lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó.